Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh TNJ. Bây giờ ở đây rất là muộn rồi các bạn. Giờ của Mỹ, cái chỗ mình đang ở là hơn 2 giờ đêm rồi, 2 giờ sáng. Thì hôm qua ngày Chủ nhật mình rất là bận. Mình đi chạy tới chạy lui, đi mua mấy cái mặt nạ, mấy cái khẩu trang để gửi về bên Việt Nam cho gia đình của mình bên Việt Nam. Nhưng mà nó cháy hàng, nó không còn nữa cho nên mình phải mất thời gian đi hết rất là nhiều tiệm. Rồi đi mua đồ ăn, đồ về nấu, đồ ăn này nọ. Thì lần quần dọn dẹp nhà cửa nấu đồ ăn xong xuôi rồi nó đã rất là muộn rồi các bạn. Cả ngày hôm qua mình bận cho nên mình không có thời gian để mình lướt YouTube. Thì khi mà mình làm xong công chuyện á, thì mình có lướt YouTube một chút xíu. Khi mình, tại vì mình theo dõi cái kênh Năm Chú Tiểu mà mình thích mấy bé lên cho nên mình theo dõi. Mình có thấy là báo có một cái video mới là về cái sinh nhật của Pháp Tâm. Thì khi mà mình vừa coi cái video đó, mình để cái phone đó mình coi, thì hết cái video đó thì nhảy lên những cái video khác, những cái video cũng nói chung là xung quanh về cái mấy bé này. Thì mình thấy có những cái kênh mắc cười lắm. Cái chỉ có một cái sinh nhật thôi, một cái sinh nhật của mấy bé thôi mà các bạn cũng có thể làm một cái đề tài mà các bạn đi bêu xấu người ta được, thì thiệt là mình mắc cười thiệt. Đó chỉ là những cái đứa bé, người ta làm cái tiệc sinh nhật mà không phải là một cái tiệc gì mà to lớn, ăn sơn hào hải vị gì nữa các bạn. Chỉ là một cái tiệc đơn giản, ăn cái lẩu chay bình thường ở nhà, mấy cuốn chả giò, vài miếng trái cây giống như là nó bình thường, như cái tiệc giống như là mình ăn ở nhà thường ngày vậy thôi, mà các bạn cũng lên, cũng có thể bươi móc nói xấu, cũng đem cái ngày sinh của người ta ra rồi nói này nói nọ. Mình thấy tội nghiệp các bạn, các bé thiệt các bạn. Bây giờ cái gì làm cũng không yên hết, bây giờ là, nói chung là nhúc nhích rụt rịch một cái là cũng có người canh để chờ sẵn để làm video để nói xấu được. Sao kỳ vậy? Nếu mà mình suy nghĩ nè, nếu như mà các bạn không thích mấy bé đi, thì mình bỏ theo dõi đi, bỏ cái theo dõi người ta đi, mình đừng có theo dõi người ta nữa. Mình theo dõi người ta chi rồi mình bực mình, rồi mình giống như là người ta khi mà thương thì trái ấu nó cũng tròn, mà khi ghét rồi cái bộ hòn cũng méo, là người ta nói vậy. Giống như là bất cứ người ta làm một cái hành động nhỏ gì thì các bạn cũng cảm thấy là một cái điều phiền phức hết, là một cái điều mà bực mình cho các bạn được hết. Thì mình suy nghĩ nếu mà cái điều đó làm cho mình bực mình như vậy thì mình xem cái video của người ta làm chi, mình theo dõi cái kênh của người ta làm chi, để rồi mình thấy mình bực mình rồi mình khó chịu. Thư là như vậy. Nếu mà mình không thích người nào thì mình không coi người đó nữa. Mà Thư thấy chả có cái gì mà để các bạn phải bực mình nữa. Bây giờ một cái đứa bé, nó cái ngày sinh nhật nó, thì người ta tổ chức ra, người ta làm một cái tiệc nhỏ, như một cái tiệc để gia đình để ăn uống chung với nhau vậy thôi, để cho nó vui. Các bạn có nhìn thấy những đứa bé nó vui vẻ tới cỡ nào không? Nó vui, nó mừng, nó được những cái quà từ các cô chú gửi cho nó, rồi nó được tụm họp lại với nhau, nó ăn uống, nó rất là vui vẻ. Thì cái lý do nào mà các bạn buồn, các bạn bực bội trong người mình không hiểu được. Cái đó là cái chuyện riêng tư, cái sinh nhật của người ta mà các bạn cũng, người ta có một cái kênh YouTube thì bắt buộc người ta phải làm ra những cái video này nọ để người ta đăng lên cho có cái lượng fan, người khán giả của người ta coi. Thì những cái tiệc như vậy thì dĩ nhiên là người ta phải lợi dụng cái cơ hội để người ta quay video, người ta bỏ lên. Cái đó là bình thường thôi các bạn, mình thấy không có vấn đề gì hết. Tại vì mình làm YouTube, các bạn cũng làm YouTube, thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường, không có vấn đề gì hết. Mà tại sao các bạn lại bực mình cũng chẳng hiểu được nữa. Trong khi đó các bạn nên biết là cái người lớn, cái chuyện của người lớn làm không có một cái dính dáng gì để tới con nít hết. Những cái đứa bé nó vô tội như vậy, tại sao mà các bạn cứ phải đi bươi móc, phải đi xiên xỏ, phải đi làm cho cái cuộc đời của nó
giống như là lúc nào cũng phải có cái sóng gió lên vậy. Cái chuyện của người lớn mình vẫn chưa có biết được người ta đã làm cái gì hết. Còn các bạn đã dùng cái lý do là phải làm theo chính đạo hay là cái gì đó mình không quan tâm. Nhưng mà các bạn phải nhớ nhớ một cái điều rằng bất cứ một cái đạo nào thì cũng không có cái đạo nào mà dạy cho người ta là phải đi bươi móc, phải đi hại người, phải đi đạp đổ người ta đâu. Cái đạo nào cũng dạy cho các bạn cái sự vị tha, cái lòng tốt. Cái sự vị tha là rất là quan trọng. Người ta có lỗi đi nữa, nhưng mà các bạn cứ bươi móc, các bạn cứ chửi bới, xiên xỏ, chửi rủa người ta thì trong lòng của mình đã sân si rồi, các bạn mình đã tạo nghiệp rồi. Thì mình đem cái chữ đạo ra đây để làm cái gì? Mình đem ra đây để tự mình làm xấu mình thôi. Cái này người ta đã im lặng người ta rồi, chỉ là những cái tiệc nhỏ của cho mấy cái đứa bé mà các bạn cũng có thể nói nữa. Thí dụ như cái người lớn đi làm cái gì đi các bạn nói thì các bạn còn có lý do. Còn cái này á là sinh nhật của những đứa bé chỉ có 5-3 tuổi thôi mà các bạn cũng tìm ra một cái lý do mà các bạn nói nữa. Các bạn có suy nghĩ rồi, nó bạn bè nó cười nó tội nó không các bạn? Sau này lớn lên coi lại cái video của các bạn nói, rất là tủi thân kinh khủng. Đã người ta như vậy rồi mà các bạn còn cứ bươi móc, cứ nói này nói nọ, mình không hiểu các bạn muốn cái gì. Nhiều khi có những cái trên đời mình biết là có nhiều cái loại người khác nhau. Có những cái người đó thì người ta thích thấy cái người khác hạnh phúc thì cái đó là cái niềm hạnh phúc của người ta. Người ta thích đi, người ta ban cái hạnh phúc cho người khác, người ta thích làm những cái việc tốt. Cũng có những người họ thích thấy người khác đau khổ, tại vì họ như vậy á, những thấy cái người khác đau khổ thì cái tự cái bản thân của họ thấy như là có người khác khổ hơn mình, để cho mình thấy họ thấy vui vẻ hơn. Cũng như là cái cuộc sống của các bạn có thể là có những cái điều khúc mắc gì đó mà các bạn không có hạnh phúc, cho nên các bạn muốn nhìn thấy những cái người khác bị đạp đổ, bị không có được hạnh phúc thì cái đó là cái niềm vui của các bạn. Có phải là như vậy không? Mình không hiểu được. Mình chỉ thấy là tội cho những đứa bé này. Một cái đứa bé mà người này soi mói, người kia soi mói, một cái bài video của các bạn đăng lên, các bạn có người thì vài chục ngàn lượt view, người thì vài trăm ngàn lượt view, mà các bạn cứ đi nói này nói nọ, chửi rủa như vậy, rồi bắt các bạn truyền những cái thông tin đó cho tới mấy chục ngàn người xem của các bạn, mấy trăm ngàn người xem của các bạn, rồi những đứa bé này các bạn thấy như thế nào? Mà trong khi đó nó không có lỗi gì hết. Cái chuyện của người lớn làm, mà cái chuyện người lớn mình cũng chưa có biết là nó có làm như vậy hay là không. Mình chỉ suy đoán rồi mình gán ghép cho người ta, mình rồi mình kéo theo, mình hại tới mấy đứa bé này nữa. Mình thấy tội nghiệp lắm các bạn. Mình làm cái gì mình suy nghĩ chút xíu đi, mình còn gia đình, còn con cái. Mình thí dụ mình không có con cái thì mình cũng còn cháu chắt, cũng còn anh em, con cái của anh em mình, cũng còn dòng họ mình. Mình làm như vậy mình thấy mình đặt vấn đề đi, nếu mình là những cái người trong cái những cái trường hợp như vậy thì mình suy nghĩ như thế nào? Cái đạo nào cũng dạy cho người ta là nên vị tha, nên tha thứ cho mọi người. Khi mà các bạn tha thứ được á, thì cái lòng của các bạn nó vui vẻ hơn. Mà các bạn có thấy bực mình không? Khi mà các bạn sân si như vậy đó, một cái video vui vẻ người ta mà mở một cái tiệc ra, người ta ăn mừng, người ta cười cợt vui vẻ, bao nhiêu người ăn uống vui vẻ, trong khi đó các bạn là bực bội. Các bạn thấy mình nói đúng không? Thì cái đó là đã thấy là cái việc sân si của mình là tự mình hại bản thân mình trước rồi. Người ta thì người ta không thành vấn đề, người ta không khe, người ta không cần biết tới. Mình đã bực bội, mình đã bực mình thấy họ ăn uống là mình đã tức lên rồi. Các bạn thấy ai bị hại? Mình bị hại chứ ai? Mình thấy á, có nhiều người á, cái để thỏa mãn cái lòng đố kỵ, cái lòng ganh tị của mình, rồi các bạn đem cái đạo vô, các bạn gài vô trong đây, các bạn gài vô, các bạn nói là những cái người này là này nọ, nói chung là các bạn gài cái đạo vô để gài người ta vô cái thế bí. Nhưng mà mình thấy đây chẳng có cái gì mà
liên can tới đạo hết các bạn. Mình thấy á, một cái tiệc sinh nhật thôi, một cái tiệc sinh nhật của mấy đứa bé 5-7 tuổi mà các bạn cũng lên, các bạn bươi móc chửi rủa, các bạn cũng có thể nói những cái lời không có hay, các bạn đem cái ngày sinh của người ta ra rồi nói cái chuyện mà giống như mà chúc mừng mà cái kiểu chê bai như chế giễu người ta, thì cái đạo nào mà các bạn đặt vô trong này được? Các bạn dùng cái từ các bạn là những cái Phật tử chân chính, nhưng mà các bạn đã cố tình các bạn gài vô, đem cái từ này ra để các bạn gài vô để các bạn lấy thêm nhiều cái người Phật tử về phía các bạn. Nhưng mà nếu mà cái những cái người mà người ta biết suy nghĩ, người ta sẽ không có nghe hai các bạn đâu. Tại vì mình là người Phật tử đi, thì cái lòng từ bi hỷ xả của mình nó nằm ở đâu? Mà mình đi ăn thua với một đứa bé 5-7 tuổi, mà cái tiệc sinh nhật bình thường trong gia đình, ăn những cái món ăn bình thường, rồi tụ họp với nhau vậy mà các bạn cũng có thể làm cái video để nói người ta, để chửi, để xỉa xói, để hạ nhục người ta. Mình thấy đúng là tiếu lâm thiệt. Mình ít nói về cái chuyện này là tại vì mình không có biết rõ về cái chuyện này nó như thế nào hết. Nhưng mà mình thấy cái vấn đề này nó tiếu lâm quá các bạn. Mình thương mấy bé thì mình thấy tự nhiên có cái tiệc sinh nhật của mấy bé mà các bạn không có để cho người ta vui được trọn vẹn nữa. Cái thí dụ như cái chuyện gì của người lớn đi, người ta làm cái gì đó, các bạn thấy, các bạn nói thì mình không có xía vô, thì cái đó là cái quyền của các bạn. Còn cái này, mấy đứa bé ăn một bữa tiệc sinh nhật, vậy mà cũng bên đây đang đàn chửi, bên kia đang đàn chửi. Các bạn thấy tội người ta không? Cái cuộc đời nó mắc cười lắm. Khi mà mình ghét rồi, người ta làm cái gì mình cũng ghét được hết. Nói chung là khi mà mình đã ghét rồi, cái người đó bây giờ họ có làm cái việc tốt, cái việc thiện, cái việc mà đáng khen ngợi hay gì đi, thì các bạn vẫn thấy chướng tai gai mắt, là tại mình nhìn mình đã ghét rồi. Nhưng mà đó là tại vì trong lòng các bạn không có buông tha được, không có cái lòng vị tha. Các bạn cứ đi theo người ta, cái chờ cái video nào ra là các bạn canh, các bạn coi. Bỏ đi, nếu mà không thích người ta vậy đó, bỏ đăng ký kênh của người ta đi, thì các bạn sẽ được khỏe khoắn trong lòng các bạn. Và người ta cũng được khỏe khoắn, tại vì các bạn không có coi, các bạn không bực mình. Mà không bực mình thì các bạn không có chửi, mà không có chửi thì người ta cũng đỡ hơn. Mình thấy nè, cái cuộc sống nó trôi qua nó nhanh lắm các bạn. Mình đừng có nói gì mà người ta nặng nề hết đó. Rồi cái quả báo, cái nghiệp nó trở lại với mình không có đỡ được đâu. Mình thấy các bé nó như vậy á, là đã chịu nhiều sóng gió vậy lắm rồi. Nếu mà đã tận bao nhiêu lâu rồi, bây giờ là không còn là một hai tuần nữa, nó đã kéo dài một thời gian rất là lâu. Nếu như mà mình buông bỏ được thì buông bỏ đi các bạn, để cho cái cuộc sống của nó từ từ, cái sóng nó lặng xuống đi, cho nó im, nó ngừng xuống đi, để cho cuộc sống của mấy bé nó có một cái ngày sáng lạng hơn, có cái những cái tương lai nó im đẹp hơn. Bây giờ những cái kênh lớn á, người ta cũng đã buông bỏ rồi, người ta cũng đã không có nói tới vấn đề này nữa rồi. Thì mình đừng có đem mấy cái bé ra, mình cứ chế nhạo, cứ cười cợt, cứ theo các bé mà đi bươi móc hoài như vậy. Mình thấy nó làm sao đâu đó, có cái gì nó không có đúng. Mình thấy có những cái người lớn tuổi rồi chứ không phải là nhỏ nữa, đầu cũng đã hai thứ tóc rồi, mà cứ đi theo chửi mấy đứa bé này, không, mình thấy mắc cười thiệt, sao kỳ vậy ta, nó lạ đời thiệt. Đã người ta, ông bà mình đã có câu rồi, là quả báo nhãn tiền các bạn. Mà các bạn có thấy đúng không? Ngay trước mắt luôn, các bạn canh chờ người ta đi, coi cái video của người ta ra, các bạn bực mình, các bạn đăng đàn, các bạn chửi. Thì các bạn làm cái video đăng lên chửi hôm trước, sáng hôm sau, ngồi thức dậy, nhìn cái comment, cả trăm người, cả ngàn người vô chửi rủa, các bạn đem dòng, đem họ mình ra chửi rủa, thì các bạn có phải thấy đó là cái quả báo nhãn tiền không? Ngay trước mắt luôn, không cần phải xa.
mình làm một cái việc, cái việc gì đó thì mình nhớ mình còn con cái, mình còn để đức là cho con mình nữa. Mà thí dụ mình không có con cái đi thì mình còn có cháu chắt, có dòng họ của mình làm việc gì á, mình cho ngủ, khi mà cần ngủ á, mình đừng có cắn rứt cái lương tâm. À, Thư có một cái này là cái thói quen, là trước khi đi ngủ á, Thư dành một cái chút xíu thời gian là một ngày mình làm cái gì phải không? Thì trước khi đi ngủ Thư nằm xuống, Thư không có ngủ liền, Thư ngồi cũng như là để cho cái đầu óc của mình á, nó rewind trở lại, nó coi là một ngày nay mình đã làm cái gì, cái gì, cái gì, có cái gì mình làm sai không, có cái làm việc gì mà mình làm mà nó không đúng không. Đó là cái thói quen của mình như vậy đó, mình cái việc gì mà mình làm chưa có đúng á thì mình sẽ tìm cách mình sửa. Tại vì mình là những cái người phàm xác thịt, mình phải có những cái sai, những cái lỗi của mình, nhưng mà mình biết đường để mình sửa chữa các bạn, để mình nằm đó mình suy nghĩ, để mình biết là cái này là mình có cái lỗi, để mình tìm cách mình sửa chữa. Như vậy nó làm cho các bạn khỏe hơn, các bạn ngủ thảnh thơi hơn, nó không có bị bực bội trong người, nó không có bị nặng đầu óc. À, thì thôi bây giờ mình rất là muộn rồi, mai sáng thì mình không có đi làm cho nên mình ngủ muộn một chút xíu. Mình chào các bạn. Các bạn thấy mình hơi thối rồi cho nên mình mệt mỏi, nhưng cái mặt của mình bơ phờ, mắt đỏ luôn. Mình chúc các bạn, những cái người nào mà có cùng múi giờ với mình đó, thì được một giấc ngủ an lành. Còn những cái người bạn nào mà khác múi giờ với mình đang ban ngày á, thì chúc cho các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ, bình an. Mình ngừng cái video tại đây. Mình nhưng mà các bạn thương mình á, thì xin các bạn cho một cái like để ủng hộ mình. Và nếu các bạn chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những lần kế tiếp. Good night các bạn.